Chị ơi, tình hình cưỡng chế hôm nay công an có đông hả chị? Đông ạ, khoảng 1.000 người. Và nó cả dân phòng, đầu gấu, công an rất là đông. Hiện tại mình bị bắt đi bao nhiêu người hả chị? À, coi như là nó chưa rõ là bao nhiêu người, nhưng mà chị Thêu là đã bị bắt rồi. Và nó cho lên mấy cẩu, nó cẩu chị Thêu xuống, bắt cả chồng chị Thêu, chồng chị Thêu. Sao lại bắt đầu gấu? Bắt được mấy cẩu à? Cho lên mấy cẩu, chị trèo lên trời, lên trèo, lên tròi để quay phim. Thế là nó cho vào máy cẩu, nó cẩu chị xuống, nó đánh ngất chị. Cho đầu gấu cầm gậy đánh chị ngất xỉu. Công an thành phố cho khênh chị lên xe để đưa ra bệnh viện 103 cấp cứu. Cho ra kim chi, cho ra kim chi rồi. Đến bây giờ là con không biết cho đi đâu cả. Mà nó rất là đông. Bắt nó cho lên xe cẩu. Nó xúc bà lên. Xong rồi là bắt đầu nó rồi, cảm ơn các chị.